Báo tin tức, tờ báo chính trị xã hội hàng đầu của Thông tấn xã Việt Nam, một kênh thông tin của chính phủ. Báo tin tức, cả thế giới trên tay bạn, với 3 sản phẩm thông tin. Tuần tin tức ra hàng tuần, phát hành rộng rãi trên cả nước. Báo điện tử, báo tin tức, www.baotintuc.vn. Và chuyên đề dân tộc thiểu số và miền núi, được cấp phát miễn phí cho đồng bào dân tộc miền núi. Báo tin tức, địa chỉ tin cậy, cung cấp thông tin thời sự nóng hổi, chính xác. Thông tin phân tích sâu, nhiều chiều, khách quan. Thông tin phản hồi, phản biện, sắc sảo, chuẩn mực. Thông tin định hướng dư luận, cải chính sai lệch.